Bộ đôi thuốc thảo dược trị hen suyễn Bilohen thuộc khoa hô hấp Bilorap. Bilorap TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Bắt đầu với một cơn ho hoặc một cơn khò khè, lập tức ngực của bạn trở nên thắt chặt lại, hơi thở của bạn nhanh hơn, làm bạn cảm thấy khó thở. Đây là những triệu chứng phổ biến của hen suyễn. Khắp nơi trên thế giới có hơn 300 triệu người mắc hen suyễn và khoảng 250.000 người tử vong vì hen suyễn mỗi năm. Nhưng bạn có biết vì sao con người lại bị hen suyễn và làm như thế nào mà hen suyễn có thể gây chết người? Hen suyễn hay còn gọi là hen phế quản là một bệnh về đường hô hấp. Ở những người bị hen suyễn, các đường dẫn khí bị viêm làm cho chúng trở nên nhạy cảm với các tác nhân cụ thể như phấn hoa, khói thuốc lá, bụi bặm. Nếu người bị hen suyễn tiếp xúc với những tác nhân này, những vòng cơ mềm bao quanh đường dẫn khí nhỏ trong phổi của họ co thắt và trở nên hẹp hơn, đồng thời làm cho lớp niêm mạc bị sưng phù và tiết ra nhiều dịch nhầy. Theo thời gian, điều này dẫn đến việc giảm sự vận chuyển oxy đến các bộ phận trong tế bào, kết quả người bệnh bị hụt hơi nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng hen suyễn. Có hai nguyên nhân chính gây nên hen suyễn, đó là do phản ứng viêm và co thắt đường hô hấp. Phản ứng viêm là tình trạng lớp niêm mạc trong khí quản sẽ sưng lên. Hiện tượng này làm hẹp khí quản và làm không khí khó lưu thông, gây ra tình trạng khó thở. Co thắt đường hô hấp là tình trạng khi tiếp xúc với các tác nhân, cơ vòng khí quản sẽ co thắt lại, làm bạn cảm thấy tức ngực và dẫn đến tình trạng khó thở nặng nề. Một số yếu tố có liên quan đến việc làm tăng nguy cơ hen suyễn. Nếu bố mẹ bị hen suyễn, bạn có nguy cơ mắc hen suyễn cao hơn. Hen suyễn thường gặp ở trẻ nhỏ và tỷ lệ xuất hiện ở bé trai nhiều hơn so với bé gái. Những người hút thuốc lá có nguy cơ cao bị hen suyễn. Những người có hệ hô hấp bị nhiễm virus. Bệnh hen suyễn thường tiến triển theo 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, cơn hen bộc phát vào ban ngày ít hơn 1 lần trên tuần và ban đêm ít hơn 2 lần trên tháng. Tình trạng bộc phát cơn hen ngắn. Ở giai đoạn 2, cơn hen xuất hiện nhiều hơn 1 lần trên tuần nhưng ít hơn 1 lần trên ngày, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ của người bệnh. Giai đoạn 3, cơn hen xảy ra hàng ngày, bệnh nhân phải nhờ đến sự trợ giúp của thuốc. Giai đoạn 4, tình trạng cơn hen xuất hiện thường xuyên và dai dẳng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sinh hoạt của bệnh nhân. Bệnh hen suyễn nếu xem nhẹ không điều trị sẽ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm như xe phổi, nhiễm trùng đường hô hấp, khí phế thủng, tràn khí màng phổi, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính và nặng hơn có thể dẫn đến tình trạng suy hô hấp. Tại sao hen suyễn điều trị hoài vẫn không khỏi? Có phải sống chung với hen suyễn cả đời, không có phương pháp nào để điều trị hen suyễn hay sao? Những thắc mắc này của bạn là hoàn toàn hợp lý. Bạn đã sống 1 năm hay 10 năm với căn bệnh này. Bạn đã chi trả bao nhiêu tiền trong việc điều trị bệnh, nhưng sức khỏe của bạn vẫn không trở lại bình thường. Bạn và đa phần người bệnh hen suyễn đều sử dụng thuốc tây để điều trị. Quả thật, đối với nhiều người, thuốc tây chính là thần dược. Chỉ cần uống một viên hay xịt một vài giây là hen suyễn đã được giải quyết. Tuy nhiên, bạn lại không thể điều trị hoàn toàn bằng những phương pháp này. Hiểu được những gì bạn đang mắc phải, dược phẩm Bilora mang đến cho bạn hướng mới trong điều trị hen suyễn. Bộ đôi thuốc thảo dược Bilohe gồm hai loại thuốc Lanbranchial Sinus Health và Diêm Acti, được chiết xuất với các thành phần thảo dược thiên nhiên, nhập khẩu độc quyền chính hãng từ Mỹ. Với mục tiêu điều trị như sau: đào thải sạch dịch nhầy và độc tố đường hô hấp, loại bỏ các triệu chứng khó thở, khò khè, kháng viêm và làm lành các niêm mạc bị tổn thương. Thuốc thảo dược loại bỏ độc tố đường hô hấp Lanbranchial Sinus Health với các thành phần thảo dược thiên nhiên như N-acetylcysteine có tác dụng lông đờm, tiêu dịch nhầy, là chất chống oxy hóa rất thích hợp để chữa trị những biến chứng từ việc sử dụng thuốc lá quá liều và ngộ độc kim loại, không khí bẩn, thuốc lá độc hại trong phổi và phế quản. Bromelain, enzyme quả dứa, có tác dụng hết viêm, hết phù nề, tăng đào thải chất nhầy, tăng cường hệ miễn dịch. Marshmallow, cây thục quỳ, có tác dụng bảo vệ phế quản và niêm mạc, giúp tái sinh các mô bị hỏng. Mulein, thảo bản bông vàng, có tác dụng điều trị cảm lạnh, làm lông đờm và làm sạch chất nhầy. Horehound, cây bạc hà đắng, giúp hết ho và hết khàn giọng, loại bỏ tình trạng đau họng. White cherry extract, chiết xuất từ vỏ cây anh đào, giúp hết viêm phế quản, hết các triệu chứng ho, khụt khịt ở mũi. Ivy, cây thường xuân, có công dụng khắc chế các triệu chứng của bệnh hen suyễn. Thuốc thảo dược làm lành đường hô hấp, Zim Acti, với các thành phần hoàn toàn thảo dược thiên nhiên. Sorabutase, enzyme phân giải protein được phân lập từ các loại vi khuẩn nằm trong ruột con tằm, giúp tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm, làm lành các niêm mạc. Ngoài ra còn có tác dụng bài tiết dịch nhầy ở mũi. Hoạt chất papain là loại men phân giải protein tồn tại trong lưu đủ, có tác dụng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn chặn chứng trào ngược dạ dày những lúc khó kháng sức. Hợp chất pancreatin từ tuyến tụy giúp kháng viêm, tăng cường tuần hoàn máu, ngăn tắc nghẽn đường hô hấp. Stem bromelain chiết xuất từ quả dứa giúp hết viêm, hết phù nề, làm lành với viêm nhanh chóng.
Phác đồ điều trị bệnh hen suyễn như sau. Trường hợp 1, cơn hen xuất hiện vào ban ngày ít hơn 1 lần trên tuần, ban đêm ít hơn 2 lần trên tháng, sử dụng một liệu trình. Trường hợp 2, cơn hen xuất hiện nhiều hơn 1 lần trên tuần nhưng ít hơn 1 lần trên ngày, sử dụng 2 liệu trình. Trường hợp 3, cơn hen xảy ra hàng ngày, sử dụng 3 liệu trình. Trường hợp 4, cơn hen dai dẳng thường xuyên, sử dụng 4 liệu trình. Với vùng trồng dược liệu rộng hàng ngàn hecta tại Canada, các nguyên liệu được chăm sóc và chọn lọc kỹ lưỡng, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn hàng đầu của Mỹ, được sự kiểm định nghiêm ngặt của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Hoa Kỳ. Bilora tin chắc bộ đôi thuốc thảo dược Bilohe sẽ là giải pháp điều trị hiệu quả cho bệnh hen suyễn. Nếu bạn còn nhiều thắc mắc, hãy để lại số điện thoại để được các chuyên gia tư vấn miễn phí bạn nhé. Hoặc gọi đến hotline 0909 204 798 0962 158 661. Còn nếu bạn muốn được tư vấn trực tiếp, hãy đến địa chỉ số 22 đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Để biết thêm thông tin chi tiết, Bilora mời bạn truy cập website tạmbiệthensuyen.com hoặc youtube.com/Bilora. Chúc bạn luôn vui khỏe. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.